Thằng nhóc nhỏ ở dưới quê á, nó đi chơi mà sao nó đi chơi của mình ên á, mà nó đi ngang ông hàng xóm, bữa đó không biết nó bị gì mà đi ngang ông hàng xóm á. Ông hàng xóm nói gì biết không? Ủa sao mày đi có mình ên mà mày đi có mình ên mày mà mày cười khúc khích mình ên mày vậy? Mày khùng hả? Không, con chơi với bạn con mà. Leo lên cái cây. Cái thằng này mới đứng dưới. Ủa sao không xuống đây chơi mà đi leo lên chỉnh chi với bạn? Thằng này thằng kia nó thằng kia nó nói gì thằng này Ờ vậy bạn trên đó đi, ngày mai tôi ghé lại tôi chơi nghe. Thằng này về. Thằng này lợi cứ lợi đúng ngay cái gốc cây đó. Cái ven xanh, cái gốc cây đó là ven sông. Cái lệ đúng ngay gốc cây này. Đêm nào thằng đó cũng lệ đúng. Không chơi với ai, chơi có một mình với thằng đó. Cái con nhỏ này á, cái thằng này á. Nè tôi nói nè. Tôi kể cái gì mà cái xong... kể nghe. Xong xuôi rồi ha. Cái thằng này đó mới cái thằng này mới về kể mẹ mẹ. Con mới quen bạn này nè mẹ. Tội nghiệp lắm mẹ. Bạn này á không có nhà, bạn này ở trên gốc cây không à. Cái mẹ nói ủa sao con biết bạn ở trên gốc. Bạn đó nói gốc cây là nhà của bạn á, bạn không có đi, bạn không có về nhà, bạn không có nhà bạn về, bạn không biết nhà bạn ở đâu hết trơn á. Bạn đó chơi hoài à, con đêm nào cũng ra chơi với bạn hết trơn mà buổi tối bạn mới ra, còn buổi sáng bạn đi đâu á con lại kiếm bạn không có. Thì bà này vẫn nghi mà nó ok vậy trời. Rồi bà này mới nói thôi vậy tối con bà mới dụ thằng này, bà nói là tại cái thằng này nó về nó nói bạn không có chỉ cho con chỗ ở của bạn, bà nói con là không được a chỉ cho ai chỗ ở của bạn hết trơn á. Cái mẹ mới nói bà mày mẹ mới mới dụ nó thôi vậy con nói mẹ nói con nghe nè, mẹ có nấu chè nè, con nói mẹ đi mẹ đem qua cho bạn thì con nhỏ thằng này nó cũng nghĩ là mẹ thương bạn mà đem qua. Bà này chưa nghĩ. Chưa nghĩ ra, bà này nghĩ là bạn thôi. Mà tại sao ban đêm mới ra, rồi ban ngày mới ra. Cái bà này mới thấy vậy, bà mới nói thôi bây giờ á, con chỉ có chỗ ở của bằng con chỉ chỗ ở của bạn con đi. Thì mẹ cho chè bạn con ăn có gì đâu, không lẽ bạn con chửi con. Nhà hàng này thấy cũng hợp lý. Ừ tối nay mẹ đi với con. Là xế tối á, khoảng 6 giờ là nó dẫn mẹ nó đi, mẹ nó cầm nguyên cái hai chén chè theo. Mà thường giờ đó giờ linh lắm nha, vừa sập tối xuống á. Cái thằng này lại trước, thằng này chạy lại trước nè. Bạn ơi, bạn ơi, tôi có dẫn mẹ tôi đem chè cho bạn nè. Cái tự nhiên thằng này la lên, ủa bạn đâu à, bạn đâu à, bạn đâu à, thì bạn nhảy xuống sông luôn vậy. Thì mẹ thằng này lại, ủa bạn ở đâu? Bạn có dính gốc cây nè, mà bây giờ bạn có nhảy xuống sông luôn rồi. Cái bả lại nhìn. Trời ơi, ghê không nè. Giỡn ốc nè má. Bạn có nhảy xuống sông luôn rồi mẹ ơi. Mẹ cứu bạn con đi. Cái bà này mới nói không có đâu con, về đi con. Về đi. Nhưng mà bà không nói là mẹ. Bà không nói, bà nói về đi con, không có đâu. Bạn của con chắc đi tắm á con ơi. Thôi về đi. Để hai chén chè ở đây đi rồi chút xíu bạn con lên ăn. Bà để trên đó xong xuôi nha, bà về. Rồi bà về bà giái với lại bà về nha, qua ngày mai bà đem đồ ăn đủ lại ngay chỗ gốc cây đó bà cúng. Biết làm sao không? Tại cái thằng nhóc đó nó chết trôi. Nó trôi vô cái gốc cây đó. Hiểu không? Rồi nó cho người chỗ đó, nó trụ chỗ đó, nó làm nhà nó luôn. Hiểu chưa? Nó không có về nhà được. Cho nên bà nói thôi bây giờ á, thương á thì bây giờ bà để theo cái ly hương với lại cái cây nhang. Bây giờ á muốn đi tu không, muốn đi vô chùa không, để cầu siêu không, muốn thì đi theo cây nhang với lại cái ly hương này đi, tôi dẫn vô chùa. Ăn uống đi, đừng quậy con tôi nữa, con tôi nó cũng nhỏ, nó không biết đâu. Thì bây giờ mình mất rồi, mình cũng đừng có về làm cái gì, con còn nhỏ, con cũng đi về quậy cái nọ. Con bây giờ con nghe lời cô, con đi vô chùa đi, tôi cho đi vô trong tu. Còn không thôi là vô trong đó không tu á, thì vô trong đó thì siêu sanh cũng được. Có con nít mà nó có nghe đâu. Cái đi nha, bà đang cầm cái ly hương đi được nửa chừng, bể cái ly hương ra bà, nó không đi bà. Nó không đi, bể cái ly hương ra. Cái bà này bán giái mới nói thôi bây giờ cô có bánh trái này đi theo tôi đi. Cũng không đi luôn. Không đi.
xin keo không? Bà xin phải không? Quăng keo quăng bên không? Bà đang xin hai cái đồng xu nó cho lọt dưới sông không? Cái bà mới thấy vậy, bà mới chạy lên chùa, bà mới kêu ông thầy lại. Kêu thầy lại. Thầy ông bắt, ông bắt ứng ông nói nè. Mày lì là tao cho mày chết luôn. Tao cho mày khỏi hồn, hồn tiêu phách tán, mày tin không? Mày nghe lời tao, mày về. Cái nhập vô xác mẹ của thằng này. Quỳ lại khóc. Con muốn về nhà con thăm mẹ con à. Con qua đây đâu. Mà con không dám về. Nhà mẹ con thờ Phật nhiều lắm. Con có về được. Rồi mẹ con hả? Ginh con được tới cửa rồi bỏ con à. Ginh con tới cửa bỏ con là cứ như là. Tức là lúc chết thì sao? Lúc chết ginh cái xác về á. Rồi thì nó đâu được vô nhà. Mà tại nhỏ mà. Cái nó ginh về được nửa chừng bỏ con ngoài đường á. Con ghét mẹ con về cái chỗ cái cây này con ở luôn. Thầy cho con ở thì con ở, nhưng mà thầy nói với mẹ con á, nhà ở đâu. Nó đọc ra địa chỉ nhà nó dẫn tới nơi luôn. Có lượt bả đi tới nhà luôn. Ừ, cái ông thầy đó ông lên tới nơi ông thấy cái hình nó nằm trong nhà. Rồi á bà, cái ông mới kêu mẹ nó ra. Cái nó đứng giữa đường nó khóc quá trời, nó con vô nhà không được, mẹ không có cho con vô nhà, mẹ không có, mẹ thờ Phật quá trời luôn. Nó chỉ ông này không cho con vô nè, chị biết chỉ ai không? Ông Quang Công. Ông này không cho con vô nè. Ông này ông đuổi con ra ngoài hoài, con không dám vô được. Ông con ra là ông lấy cái đao ông đồ chém con. Ông cho con vô nhà con sợ quá. Rồi mới vừa nói xong xuôi cái bà khóc nghe, bà ôm mới khóc. Tại con bà bị chết trôi á. Rồi ông thầy nó nói thôi bây giờ á, con nghe lời thầy, con khỏi vô nhà mà con đi theo thầy con tu luôn đi. Để cho kiếp start khác, kiếp này con lỡ vậy, con lỡ mất vậy rồi thì bây giờ con còn không còn sống được nữa đâu. Thì bây giờ con nghe lời thầy, con đi vô đây con tu thầy với thầy đi. Cái nó mới nghe vậy, nó nói thôi giờ con đi theo thầy luôn. Mà con không có ăn chay nghe. Con không ăn rau củ được. Bà nó nói lúc nào còn sống nó không có ăn rau củ. Mà ông thầy nói bây giờ không ăn cũng phải ăn. Tại con đi thầy con tu. Rồi ông thầy cũng vuốt ngọt nó gì á, nó xức cái hồn ra, nó đi theo ổng về tu. Mà lâu lâu thì nó cũng về thăm nhà. Cái bà cũng điện, bà nó điện lên ông thầy, mới nói thầy ơi thầy, sao mà con thấy nó về nhà hoài. Ông nói chắc lâu lâu nó lén chùa nó đi, kệ cho nó về thăm đi. Từ đó sau cái nó về thăm được 2-3 lần cái nó biến dạng luôn, nó không thấy luôn. Chắc nó siêu, thầy nó chắc siêu rồi đó. Rồi á, không, có đợt ông thầy cũng đang nằm á, ông thấy nó về ông nói, nó nói thầy con đi nha thầy. Rồi con đi đây, con đi nha thầy nha, con không ở nữa đâu, con đi qua chỗ khác con ở. Cái ông thầy hiểu là nó siêu rồi đó. Rồi á, thằng nhóc nhỏ từ đó sau nói là mẹ con lợi cái gốc cây đó con kiếm bạn không thấy. Mẹ nói bạn con dọn nhà đi rồi. Nhiều chuyện về tâm linh nó rất là bí hiểm. Mà bây giờ mà kể cả khoa học còn chưa giải thích được. Cho nên mọi người á, làm gì làm mình cũng phải thận trọng. Đừng để cái việc tâm linh mình tin một lẽ, đừng tin tâm linh nhiều quá đâm ra nó bị dị đoan. Đừng tin tâm linh nhiều quá. Ở ngoài nhà có cậu ruột về hoài luôn. Về hoài luôn. Về của dì sáu á. Bữa về đám giỗ là chứng mắt kiến luôn nè. Đâu tin đâu. Đám giỗ là về đám giỗ là về. Thầy gõ mõ vậy nè. Thầy đang gõ mõ xin về luôn. Thầy cũng rút đầu quá trời, ông nói thầy cho con ở lại chút tuổi kinh nghiệm. Bà ngoại đòi đưa vô chùa nhập vô dì sáu liền luôn, chửi quá cho chửi luôn. Mà nhỏ nó chuyện đớ á, chết nhỏ mà. Nè, hồi đó tôi có đi hát đám ma. Là đám ma nha. Là mới vừa chết chưa được tuần lễ á. Ấy là ông chưa chết, chết chưa được tới chưa được 2 ngày sau. Là cái hôm còn nằm ở đó. Tôi cầm micro tôi đang hát. Tự nhiên trong nhà quậy đùng 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 lên. Nhập liền luôn. Nhập luôn. Nhập liền luôn. Cái chạy lên nói biết làm gì không? Chỉ thẳng vô mặt mấy này. Tụi mày mất dạy, đi ra tụi mày mất dạy. Tao còn nằm sờ sờ cái đó đó. Mà tụi mày bỏ đi, không đốt một nén nhang. Tụi mày mất dạy. Có thể không đốt nhang với hòm à? Không đốt nhang cho hòm. Là hai đứa này đi chơi hoài. Đốt nhang á. Cái ông giận, bây giận phải không? Đánh vô ngực nè. Tao
đánh cái bà mà bà nhập á, mất dạy không chịu dạy con, mất dạy không chịu dạy con, quýnh tán mặt tán mài quá trời luôn. Cái ông thầy thì ông thầy cũng đang đứng đó, ông thầy nói thôi có chuyện gì từ từ nói ra, đừng có quýnh vậy, có oan ức gì cứ nói đi, đây người ta giải quyết cho, người ta cứu giúp giùm cho. Cứu gì thầy biết gì, mấy đứa này nó mất dạy lắm, nó không tôn trọng ba mẹ nó. Thằng này nè nó hay chửi mẹ nó lắm nè. Tôi còn nằm sờ sờ cái đó đó mà nó còn về nó chửi mẹ nó mất dạy á. Còn con nhỏ này nè, con nhỏ này cái xác này nè, nó không chịu dạy con, nó để mất mày không dạy con mày, tao dạy mày cho, quýnh quá.